thần cấp ở rể diệp vô phong. chương 701, giống như một cô gái nhỏ. Triệu Hiền biết tính tình của Triệu Lỗi Phong, cũng rất có danh tiếng trong nhà họ Triệu, thời điểm này cũng là thời kỳ thăng hoa của sự nghiệp, đương nhiên sẽ không cho phép người khác thất bại. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng có nhiều người đến như vậy mà cuối cùng vẫn để cho đám người du kinh hồng rời đi. Rõ ràng là những người của cuộc hồng thuẫn không thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ, thực lực của đối phương mạnh như vậy sao? du kinh hồng vừa lái xe vừa nói với hồng á phương hãy tìm một nơi khuất tôi cần một nơi yên tĩnh hồng á phương trực tiếp đưa ra định vị du kinh hồng đi về phía trước theo định vị của hồng á phương tôi muốn biết nhà họ triệu có thực sự một tay che trời ở nơi này hay không lại còn biết khách sạn nơi chúng ta ở du kinh hồng lạnh lùng nói hồng á phương nghiến răng nói ngay cả nhà họ nguyên cũng không có khả năng như vậy bên phía chính quyền ở đây vẫn luôn phụng sự làm việc theo bên trên nếu ngay cả bên chính quyền cũng đã trở thành người của nhà họ triệu, vậy thì không cần nói gì nữa, những khó khăn mà chúng ta gặp phải sẽ là trước nay chưa từng có. Du Kinh Hồng gật đầu, vậy chúng ta phải xác minh một điều ngay bây giờ, đó là rốt cuộc phía chính quyền có bị nhà họ triệu khống chế hay không? Nếu có thì chúng ta cần lập một kế hoạch tác chiến khác. Lộc Thâm Lâm lúc này vẫn chưa thoát khỏi sửng sốt, đương nhiên anh ta không biết cục Hồng Thuẫn khi làm nhiệm vụ sẽ nguy hiểm như vậy, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền Nếu biết như thế thì anh ta sẽ không đi theo đến đây, việc anh ta là thành viên của Cục Thanh tra Quốc gia không sai, nhưng anh ta chỉ đến để xem Cục Hồng Thuẫn có làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hay không. Lộc Thâm Lâm lúc này vẫn chưa thoát khỏi sửng sốt, đương nhiên anh ta không biết Cục Hồng Thuẫn khi làm nhiệm vụ sẽ nguy hiểm như vậy, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng có nhiều người đến như vậy mà cuối cùng vẫn để cho đám người Du Kinh Hồng rời đi. Nếu biết như thế thì anh ta sẽ không đi theo đến đây, việc anh ta là thành viên của Cục Thanh tra quốc gia không sai, nhưng anh ta chỉ đến để xem Cục Hồng Thuẫn có làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hay không. Hiện tại xem ra anh ta đã biết, Cục Hồng Thuẫn không vi phạm quy tắc gì, nhưng những đại gia tộc này nhất định là đã vi phạm quy củ, cho dù Cục Hồng Thuẫn có làm gì bây giờ cũng không quá đáng đối phương đã muốn giết bọn họ, đương nhiên loại chuyện này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, người của một gia tộc lớn dám ra tay chống lại một tổ chức của Hoa Hạ, lại còn ra tay kiên quyết như vậy. Không chút do dự, thật sự không sợ bên trên sẽ xuất quân sao. Du Kinh Hồng đến địa điểm đã định vị thì thấy đây là một khu chung cư cũ, hiện tại khu chung cư cũ này dường như không có quá nhiều người, hầu hết đều là những người lớn tuổi ra ngoài đi dạo hồng á phương cười nói thực ra nơi này là nơi một người thân của tôi sinh sống nhưng bây giờ họ đều đã đi nơi khác nên ngôi nhà này đang bỏ trống du kinh hồng gật đầu nếu đã như vậy chúng ta tạm thời có thể sống ở đây làm phiền người thân của cô rồi hồng á phương cười nói không thành vấn đề bọn họ chỉ luyến tiếc vì đã ở nơi này lâu như vậy bằng không đã bán từ lâu rồi nhưng tôi đoán chừng bọn họ cũng lười bán dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền là từ đàn bước tới nói đùa, được đó, xem ra cô còn là phú nhị đại hả? Cái gì mà phú nhị đại chứ, không phải là cha tôi giàu có. Hồng Á Phương thờ ơ nói. Là tử nghiệp đi tới, sao tôi lại cảm thấy cô khiêm tốn nhỉ? Nếu một cô chủ lớn mà không có tiền, vậy thì ai sẽ có tiền chứ? Có tin tôi giết anh không? Hồng Á Phương trợn tròn mắt. Một nhóm người đi thẳng đến căn hộ của người thân của Hồng Á Phương, rất sạch sẽ, nhưng đồ đặc tương đối cũ. Hồng Á Phương mở tủ lạnh ra, nhưng không có gì trong đó cả, cô ta nói, xem ra tôi phải đi siêu thị. Trong nhà này không có gì để ăn cả. Quên đi, cho dù không ăn cũng không sao. Du Kinh Hồng hiện tại không muốn ăn, cô ta chỉ muốn tìm cách giải quyết tình huống khó xử này. Cô ta biết kế hoạch tồi tệ nhất chính là cầu cứu quân đội, nhưng nơi này cách quân đội khá xa, nếu đối phương phong tỏa mọi con đường, bọn họ thật sự sẽ chết ở nơi này từ vụ ám sát ở khách sạn vừa rồi cô ta đã biết nhà họ triệu này rất quyết tâm tiêu diệt cục hồng thuẫn giống như là muốn đuổi cùng giết tận rốt cuộc các người đang làm nhiệm vụ gì vậy tại sao nhà họ triệu ra tay mà không nói một lời hình như chúng ta đâu có trêu chọc bọn họ đúng không lộc thâm lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra du kinh hồng xoa xoa chán hiện tại cô ta không có nhiều thời gian để ý đến tên lộc thâm lâm này cô ta chỉ muốn tìm cách phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại thôi Cô ta lấy điện thoại di động ra, do so dự một lát, màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại di động của Diệp Vô Phong, nhưng cô ta không thể nhấn gọi. Hồng Á Phương dường như đã phát hiện ra điều gì đó, cô ta cười nói, muốn gọi thì gọi, muốn nhắn thì nhắn đi, đội trưởng, tôi chưa từng thấy cô ở trạng thái này, cô luôn làm mọi việc rất nhanh chóng và kiên quyết mà. Tại sao đến lúc này, thời điểm nguy hiểm như vậy mà cô lại trần trừ đến mức không dám gọi người hỗ trợ? đương nhiên du kinh hồng biết hồng á phương không có ý này nhưng cuối cùng cô ta cũng đặt điện thoại xuống nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại tình huống của chúng ta rất nguy hiểm nhưng cũng không phải là tình thế tuyệt vọng cho dù là tình huống tuyệt vọng tôi vẫn có thể đưa các người sống sót ra ngoài hồng á phương chỉ bất lực nhún vai cũng không quan tâm nhiều nữa cô ta biết du kinh hồng rõ ràng là có tâm lý của một người phụ nữ nhỏ bé gặp người mình thích thì dối hết cả lên có người từng nói du kinh hồng chưa từng biết yêu đương lúc đó cô ta cũng không tin nhưng bây giờ nhìn tư thế khó xử ngại ngùng của du kinh hồng cô ta đã bắt đầu tin mấy tin đồn trước đó bây giờ du kinh hồng hiển nhiên không khác nhiều so với cô gái mới yêu lần đầu ngay cả biểu cảm cũng giống hệt như vậy hồng á phương đến bên cạnh la tử đàn và nói tôi nghĩ anh vẫn phải bố trí một chút ở công viên bên dưới nếu kẻ địch đến thì cũng sẽ có chút trở ngại khi chúng ta rút lui để chúng không thể bắt được chúng ta la tử đàn đột nhiên bất lực nói cho dù bây giờ tôi muốn chuẩn bị bom thì cũng không có nguyên liệu cô cũng biết ở liêu tây tôi đã dùng hết nguyên liệu rồi hiện tại bên trên vẫn chưa duyệt cấp nguyên liệu cho tôi hồng á phương cười khổ nói vậy chẳng phải bây giờ vừa hết đạn dược và lương thực sao la tử đàn gật đầu cũng gần giống vậy trong tay các người còn cầm mấy khẩu súng nếu là bom thì thật sự không còn nữa hồng á phương chỉ có thể thở dài bất lực vì điều này không biết phải nói gì hiện tại bọn họ quả thực gặp nguy hiểm tầng tầng lớp lớp bọn họ nhất định phải có sức lực chống lại nhưng hiện tại bọn họ còn không có sức lực chống cự cho nên nếu đối phương tới bọn họ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói thôi hồng á phương cắn môi ít nhất phải cố gắng hết sức ít nhất phải làm được điều gì đó cô ta kéo là tử đàn vội vàng chạy về phía công viên cô ta vẫn không tin nhà họ triệu đã mua chuộc hết quan chức của tây sơn loại chuyện này là chuyện lớn đấy Chương 702, gác lại nhiệm vụ. Anh có cho rằng nhà họ Triệu thực sự có thực lực như vậy không? Thật sự có thể khống chế quan chức của toàn bộ tỉnh Tây Sơn. Hồng Á Phương tò mò hỏi. Ai mà biết được, không thể tưởng tượng nổi thực lực của những gia tộc lớn này. Quyền lực của bọn họ đủ để một tay che trời, thử nghĩ xem, trong tình huống như vậy, chẳng phải làm chuyện gì cũng sẽ do bọn họ định đoạt sao? La Tử Đàn bất lực nói. Hồng Á Phương gật đầu, đúng là như vậy. La Tử Đàn thờ ơ nói, nhưng dù thế nào đi nữa, điều chúng ta phải làm bây giờ là chống lại những thế lực tà ác này, phải lật đổ mấy gia tộc như vậy, bọn chúng chính là tai họa của nhân dân. Hồng Á Phương đồng ý với lời của La Tử Đàn. Hai người nhanh chóng đến công viên, nhưng vào lúc này, Hồng Á Phương hơi nghi hoặc nhìn một người đang đi chậm rãi từ xa. Người đàn ông nhìn Hồng Á Phương và hỏi với một nụ cười, cô có phải là Hồng Á Phương không? Hồng Á Phương rất cảnh giác mà lui ra ngoài ánh mắt luôn nhìn chầm chầm vào hai tay của đối phương, thấy đối phương không có động tĩnh gì, trong lòng cô ta cũng hơi thả lòng. Nhưng đúng lúc này, một con dao đột nhiên xuyên qua quần áo của đối phương, đâm thẳng vào người cô ta. Sức mạnh của con dao quá mạnh khiến lưỡi dao cắm sâu vào bụng cô ta, Hồng Á Phương ngã xuống đất vì đau đớn, lúc này La Tử Đàn đã lao tới trước mặt người đàn ông này, tung ra một cú đấm. Nhưng khi nắm đấm của anh ta chạm vào ngực đối phương, phát hiện cơ thể của người đó lại rỗng tuếch, Nắm đấm của anh ta giống như đánh vào bông gòn, không gây ra một chút tổn hại nào. Người bên kia nhếch môi nở nụ cười, xem ra mày cũng là đồng đội của cô ta, nhưng hôm nay tao đến đây chỉ để dạy cho cô ta một bài học. Nếu các người tiếp tục ở lại Tây Sơn, kết quả cuối cùng là tất cả các người đều sẽ chết ở đây. La Tử đàn lui về khoảng cách an toàn, nghe đối phương nói xong liền thờ ơ nói, đến uy hiếp chúng tôi vào lúc này, không phải cho thấy các người rất sợ chúng tôi sao? Yên tâm đi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tây Sơn, nếu ông có bản lĩnh, tôi cam đoan cho dù ông có thể giết chết tôi thì anh cũng không sống nổi. Khá lắm nhóc con, không có nhiều người dám nói chuyện với tao như thế này đâu, tao nhớ mày chắc là La Tử Đàn đúng không? Không phải mày còn có một đứa em trai tên là La Tử Nghiệp sao? Hiện tại hai anh em đều đã có tiền đồ rồi, năm đó cha của mày cũng không dám nói chuyện với tao như vậy đâu. Chấm tử cười ha hả. Sắc mặt La Tử Đàn thay đổi lấy vũ khí của mình ra cầm con dao găm trong tay lạnh lùng hỏi rốt cuộc ông là ai trẫm tử lãnh đạm nói chẳng lẽ mày chưa từng nghe qua tên của tao sao chẳng lẽ hiện tại tao đã bị đào thải rồi sao nhưng trước đây nhiều người của cục hồng thuẫn đều biết tao đúng rồi tao có một tên khác là mộc nhân không biết mày có nhớ không la tử đàn biến sắc đương nhiên anh ta biết mộc nhân khi cục hồng thuẫn mới được thành lập mộc nhân này đã nằm trong danh sách truy nã của cục hồng thuẫn nhưng càng ngày càng nhiều thành viên của cục hồng thuẫn đã chết ở trong tay ông ta cuối cùng chỉ có thể gác lại danh sách truy nã này nhưng tên mộc nhân này luôn nằm trong hồ sơ ghi chép là tội phạm bị truy nã với tội ác tài trời thậm chí lúc đó đích thân cục trưởng cục hồng thuẫn ra tay nhưng tên mộc nhân này vẫn tẩu thoát có thể thấy thực lực của đối phương mạnh như thế nào phải biết rằng cựu cục trưởng của cục hồng thuẫn là người quyền lực nhất trong cục hồng thuẫn người như vậy mà không có cách nào bắt được mộc nhân thực lực của mộc nhân nhất định là cảnh giới chiến thần. La Tử Đàn không nghĩ rằng anh ta có thể giết được một cường giả cảnh giới chiến thần, đặc biệt là hiện tại anh ta không có bất kỳ thủ đoạn nào. Anh ta là một công binh, và nếu có đủ bom, anh ta có thể đồng quy vô tận với đối phương, nhưng hiện tại anh ta không có bất kỳ quả bom nào cả. Mộc nhân rừng dưng nói, tao còn nhớ khi bố mày cầu xin sự thương xót trước mặt tao, ông ta nói rằng ông ta còn có hai người con trai và cầu xin tao buông tha cho ông ta, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn bị tao giết chết, dù sao tao cũng nghĩ là ông ta chỉ đang gạt tao. La tử đàn nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, mộc nhân nói tiếp, mãi cho đến khi tao đến nhà các người và nhìn thấy hai anh em mày mới biết hóa ra những gì ông ta nói là sự thật. Mộc nhân cười ha hả, quên đi, dù sao bọn mày cũng đã lớn rồi, biết loại chuyện này cũng không tàn nhẫn lắm nhỉ. Mộc nhân nói xong liền xoay người rời đi. La tử đàn bế hồng á phương chạy đến bệnh viện, anh ta nhớ gần đó có một bệnh viện sau khi hồng á phương nhập viện anh ta mới nói chuyện này với du kinh hồng chờ đến khi đám người du kinh hồng tới bệnh viện nhìn thấy hồng á phương đã thoát khỏi nguy hiểm cô ta hít sâu một hơi mộc nhân cũng ở đây sao la tử đàn gật đầu đúng vậy tên hiện tại của ông ta không còn là mộc nhân nữa mà là chấm thử du kinh hồng lãnh đạm nói lần sau gặp mặt tôi sẽ đích thân kết liễu cuộc đời của ông ta La Tử Đàn nhìn La Tử Nghiệp, anh ta cũng không nói với La Tử Nghiệp chuyện bố của họ đã chết dưới tay Mộc Nhân, bởi vì anh ta biết, cho dù anh ta có nói ra loại chuyện này cũng sẽ vô nghĩa, vẫn cứ để tự anh ta gánh vác là được rồi. Du Kinh Hồng lúc này mới đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai kêu chấm tử tới, nếu là nhà họ Triệu, hẳn là không phải chỉ có một mình ông ta tới. Theo tính cách của nhà họ Triệu, đoán chừng hiện tại chung cư của bọn họ cũng đã đầy người rồi, những tay súng kia đang rất bóng lòng giết chết họ, nhưng hiện tại chỉ có một mình chấm tử tới, có nghĩa là chấm tử không phải do nhà họ triệu mời tới, nếu đã không phải, ở Tây Sơn còn có ai có trọng lượng như vậy chứ? Trong lúc nhất thời cô ta không thể hiểu được, nhưng cô ta cũng biết bây giờ dù muốn hiểu hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là che giấu hành tung. Chỉ là cô ta cũng biết kế hoạch của bọn họ đã gặp trở ngại, tất cả đều rất bất lực, bọn họ thật sự muốn dừng mọi kế hoạch lại họ chỉ có thể đợi hồng á phương bình phục trước khi lên kế hoạch lâu dài và cô ta cũng biết bọn họ không thể ở lại đây nhà họ triệu sẽ dễ dàng điều tra ra nơi này họ cần phải chuyển đến một nơi khác trong nhóm biệt thự nhà họ triệu triệu lỗi phong lạnh lùng nhìn triệu hiền ở trước mặt ông ta không ngờ mình nói nhiều như vậy ông ta vẫn luôn nói tầm quan trọng của việc tiêu diệt cục hồng thuẫn kết quả triệu hiền vẫn thất bại với nhiệm vụ được giao ông ta rất muốn bắn triệu hiền một phát nhưng anh ta cũng biết Triệu Hiền bây giờ còn có chút tác dụng, ông ta thờ ơ nói, đi tìm bọn họ, tôi cho cậu 3 ngày, ba ngày nếu không giết được bọn họ thì cậu chặt đầu luôn đi. chương 703, phái người hỗ trợ. Lúc này Triệu Hiền nhanh chóng gật đầu rời đi. Triệu lỗi phong lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, ông ta biết cục hồng thuẫn đến Tây Sơn lần này rõ ràng là muốn tấn công nhà họ Triệu. Ông ta luôn quan tâm đến động tĩnh của nhà họ Âu Dương và nhà họ Nguyên, Kết quả phát hiện cuối cùng hai đại gia tộc này đều bị cục Hồng Thuẫn và công ty Hoa Cường tiêu diệt. Bây giờ, tuy công ty Hoa Cường chưa tiến vào Tây Sơn, nhưng cục Hồng Thuẫn đã đến rồi, ông ta đoán cục Hồng Thuẫn là một quân tiên phong, chỉ cần tình hình ở Tây Sơn được khai thông, công ty Hoa Cường nhất định sẽ tiến vào Tây Sơn ngay lập tức. Ông ta hiểu rất rõ thủ đoạn này, cũng hiểu rất rõ tình huống này, chỉ có xử lý cục Hồng Thuẫn trước, như vậy thì công ty Hoa Cường sẽ không thể làm gì được nữa. Tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Lúc này Diệp Vô Phong đã cùng Lâm Thư Âm trở về sau khi sinh tồn nơi hoang dã, anh đã đưa Lâm Thư Âm trở về nhà, trải nghiệm sinh tồn nơi hoang dã này đối với Lâm Thư Âm tất nhiên là rất hiếm. Đặc biệt là khi cô nghe thấy quy tắc sinh tồn mà Diệp Vô Phong nói khi còn ở hoang dã, quả thực là khiến cô quá bất ngờ. Sau khi Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm về, anh liền tìm đường trảm, anh nói ra một địa chỉ email thờ ơ nói, tôi muốn biết địa chỉ của hộp thư email này, càng chi tiết càng tốt. Đường chảm có chút tò mò nhìn Diệp Vô Phong, anh ta không biết lần này Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đi sinh tồn nơi hoang dã đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của Diệp Vô Phong lúc này rất tệ. Đường chảm nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, dự án sinh tồn nơi hoang dã thực chất là một âm mưu bắt cóc người. Lần này bị chúng tôi phát hiện ra, cũng biết lão đại của dự án này đã sử dụng một email như vậy để liên lạc với họ, tất cả các giao dịch cũng đều hoàn thành từ hộp thư này. Đường chảm nhanh chóng hiểu ra, vội nói, lão đại yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng làm loại chuyện này, chiều nay em sẽ tìm địa chỉ cho anh. Diệp vô phong gật đầu nói, tôi tin tưởng kỹ thuật của cậu, cố lên. Buổi chiều, đường chảm thật sự đến bên cạnh Diệp vô phong, đặt trên bàn một tờ giấy, em đã tìm địa chỉ cho anh rồi, nếu anh không có thời gian, em sẽ giúp anh bắt tên khốn nạn đó đến đây. Diệp vô phong thản nhiên nói, tôi sẽ tự làm chuyện này, còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần cậu phải làm đấy. Đường chảm hơi tò mò nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong cho đường chảm xem thông tin trên điện thoại, là tin nhắn do Hồng Á Phương gửi tới. Đó là tình trạng khó khăn mà bây giờ cục Hồng Thuẫn gặp phải ở Tây Sơn, tất nhiên là do Hồng Á Phương gửi đến trước khi cô ta bị ám sát. Sau khi đường chảm nhìn thấy thông tin trên, Lập tức vỗ ngực nói, "Lão đại yên tâm, em nhất định sẽ không để Du Kinh Hồng bị thương đâu." Diệp Vô Phong tức giận nói, "Không phải kêu cậu bảo vệ Du Kinh Hồng, thực lực của Du Kinh Hồng ở trên cậu, chẳng lẽ cậu không biết điều này sao?" Đường Trảm xấu hổ gãi gãi đầu, "Đương nhiên anh ta biết thực lực của Du Kinh Hồng vượt trội hơn anh ta, trước đó khi Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong giao đấu với nhau, cô ta có thể đánh nhau với Diệp Vô Phong cả ngày lẫn đêm trong trận cận chiến dài 30 cây em." Không phải ai cũng làm được kỳ tích này đâu. Anh ta cũng biết thực lực của chính mình nhất định sẽ không thể suốt ngày đêm đối chiến với Diệp Vô Phong. Anh ta chỉ có thể bất lực mỉm cười, rồi nói, vậy thì bây giờ em sẽ đi Tây Sơn ngay. Bọn họ gặp khó khăn, nhưng có Du Kinh Hồng thì chắc là có thể tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Vô Phong gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng nếu bên du kinh hồng thật sự không có vấn đề gì có lẽ hồng á phương đã không gửi cho tôi một tin nhắn như vậy đường chảm suy nghĩ một chút rồi nói anh nói cũng đúng xem ra lần này nhà họ triệu ở tây sơn là nhân vật tàn nhẫn rồi diệp vô phong nói tôi biết nhà họ triệu ở tây sơn từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo hơn nữa không chỉ đơn giản ở tây sơn ở những nơi khác vẫn có dấu vết của nhà họ triệu thậm chí hai tỉnh giáp với tây sơn cũng vậy ý anh là úc kim Đường chảm tò mò hỏi. Diệp vô phong gật đầu, dù sao, tốt hơn hết là nên cẩn thận với nhà họ triệu. Khi đến nơi, cậu sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Du Kinh Hồng. Bây giờ tôi đã bị loại trừ, nên tôi không còn là thành viên của cục Hồng Thuẫn nữa. Đường chảm cười nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ âm thầm tìm hiểu chuyện này, tuyệt đối không để Du Kinh Hồng biết chúng ta đang ở Tây Sơn. Sau khi Diệp vô phong nhìn đường chảm rời đi, anh chỉ nhìn vào địa chỉ mà đường chảm điều tra, anh biết nhà họ Nguyên đã bị tiêu diệt, không có ai ở Liêu Tây có thể tạo thành uy hiếp cho Lâm Thư Âm, bây giờ dù anh có rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Sự an toàn của Lâm Thư Âm có thể được đảm bảo. Địa chỉ mà đường chảm cho anh không xa Liêu Tây, vẫn thuộc phạm vi Liêu Tây, nhưng ở một thành phố khác tên là Phong An. Tuy không lớn bằng tỉnh lỵ của Liêu Tây, nhưng cũng coi như là một thành phố phát triển không tồi, khi Diệp vô phong đến thành phố này, đầu tiên anh tìm một khách sạn để ở anh biết rằng không dễ dàng gì để tìm được người đó, hay tổ chức đó. Mặc dù đường chảm đã cho anh địa chỉ, nhưng cũng chỉ là một phạm vi, anh chỉ biết đối phương đang ở một khu nào đó của thành phố, mặc dù anh cũng biết đối phương ở đường nào và quận nào, nhưng Diệp vô phong biết đối phương sẽ không nằm chờ chết ở nơi đó. Nơi này rõ ràng là một quán cà phê Internet. Diệp vô phong không ngờ bên kia lại thận trọng tới mức làm việc ở quán cà phê Internet này, đặc biệt là anh đã điều tra rồi, Quán cà phê internet này tương đối cũ, cho nên xung quanh không có camera giám sát, hơn nữa cũng không cần đăng ký một thẻ ID để lướt internet. Điều này mang đến cho đối phương một phương pháp che giấu hoàn hảo. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, vẫn nên tới quán cà phê internet này điều tra, mặc dù biết hiện tại không thể tìm được đối phương, nhưng vẫn cứ nên thử vận may thôi. Sau khi bật máy tính lên, Diệp Vô Phong vừa bấm xem một bộ phim, sau đó nhìn xung quanh. Chỉ thấy một số thanh niên đang lướt mạng, để tóc dài, ăn mặc thời trang, nhưng cũng có một số thành phần khá lẻ lẹt cạch cỡm. Diệp Vô Phong nhanh chóng tập trung chú ý vào một người, người này có vẻ mặt khá hung dữ, trên mặt còn có một vết sẹo, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Xem ra đi theo người này hẳn là có thể tìm ra manh mối. Diệp Vô Phong nghĩ tới đây, quyết định đi theo người đàn ông to cao này trước. Dù sao thì người đàn ông to cao đó thật khác thường nhất trong đám thanh niên này thật khó để mọi người không chú ý đến anh ta. chương 704, không phải là mục tiêu. Người đàn ông nhanh chóng đi ra ngoài, Diệp vô phong liền theo sát phía sau, đi theo người đàn ông đến một con phố nhỏ, người này liền quay đầu nhìn về phía Diệp vô phong. Nhưng Diệp vô phong cứ thản nhiên đi ngang qua hắn, như thể chỉ là một người đi ngang qua thôi. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng nghi hoặc, hắn gãi gãi đầu, không phải hả, mình còn tưởng hắn theo dõi mình, mình đã nhầm sao. Hắn tiếp tục bối rối tiến về phía trước, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra Diệp Vô Phong đã thực sự biến mất. Hắn tò mò tiếp tục đi vào con phố, thỉnh thoảng cũng quay đầu lại, nhưng không hề nhìn thấy dấu vết của Diệp Vô Phong. Hắn khó hiểu gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình nhầm thật sao? Hắn cảm giác vừa rồi có người theo dõi mình, nhưng hiện tại phát hiện không phải, nhất thời có chút bối rối. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục tự mình bước đi, nhưng hắn không hề để ý trên mái nhà cách hắn không xa. Diệp Vô Phong đang bình tĩnh nhìn hắn. Tên nhóc này vẫn có chút cảnh giác đấy. Diệp Vô Phong nhìn hắn cười cười, chờ hắn tiếp tục đi về phía trước mới đi theo sau. Người đàn ông mạnh mẽ đến một ngôi nhà nhỏ, Diệp Vô Phong đến bên cửa sổ nhà nhỏ, cẩn thận lắng nghe. "Lão đại, anh có nhầm lẫn gì không? Em không phát hiện có người theo dõi mà." Người đàn ông mạnh mẽ bất lực nói. "Đồ ngu, rõ ràng là có người theo dõi mày, bản thân mày không phát hiện ra thôi." Nhưng nếu mày không phát hiện thì chứng tỏ người theo dõi là một cao thủ. Tao biết loại chuyện này không thể nào giấu giếm trong thời gian dài được mà." Một giọng nói có phần tức giận truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Diệp Vô Phong nghe thấy giọng nói này, đột nhiên nở nụ cười, xoay người đi trở về. Việc đối phương biết rõ hành tung của anh có nghĩa là hắn biết anh đã đến quán cà phê internet. Nhớ lại những người anh nhìn thấy trong quán cà phê internet vừa rồi, có vẻ như không ai trong số họ phù hợp với hình ảnh của một kẻ buôn người. Nhưng dù sao cũng phải quay lại xem thử, anh tin một khi anh quay trở lại, chắc hẳn là sẽ có người rời đi, anh có thể tìm kiếm trong số những người này là được. Trở lại quán cà phê Internet, Diệp vô phong nhìn mọi người trong quán, chỉ thấy có ba người rời quán, trong lòng anh đã nhớ rõ bộ dạng của ba người này rồi. Nếu lần sau gặp lại, nhất định có thể bắt được đối phương. Anh chậm rãi đi ra ngoài, không bao lâu lại đi đến bên ngoài phòng của tên đàn ông cường tráng kia qua cửa sổ thì thấy tên này đã không còn ở trong phòng căn phòng này dường như chỉ là nơi ở tạm thời của ên đàn ông cường tráng thực sự rất thú vị họ cảnh giác đến mức độ này dù không nhận được tin báo gì nhưng vẫn rất cảnh giác cứ duy trì tình trạng bị theo dõi bất cứ lúc nào diệp vô phong chỉ cười nhẹ với điều này nhưng không nói gì nhiều thay vào đó anh tìm một khách sạn để ở anh biết hiện tại mình không thể vội được, nếu vội thì không thể nào bắt được đối phương. Nhất định phải để đối phương thả lỏng cảnh giác. Đã tìm được phòng khách sạn, Diệp Vô Phong tìm một quán nước giải khát gọi đồ uống, mới uống không bao lâu thì liền nhìn thấy một trong những người biến mất khỏi quán cà phê internet trước đó đến quán nước giải khát này. Trùng hợp thật đấy, Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn người này, nhưng người này dường như không có chút cảnh giác nào, thậm chí hắn còn không biết mình đang bị theo dõi hắn ngồi xuống với hai ba người bạn và bắt đầu khoe khoang diệp vô phong nghe xong nhanh chóng mỉm cười trả tiền rồi rời đi anh chắc chắn người này không phải người mình tìm dù sao đối phương dường như chưa phát hiện ra anh một người cảnh giác cho dù có thể ngụy trang nhưng ánh mắt của hắn nhất định sẽ không lừa được diệp vô phong diệp vô phong có thể chắc chắn người bên kia không phải là người rất cảnh giác và người anh tìm không phải là thanh niên này sau khi rời khỏi quán nước giải khát anh cảm thấy hơi vô định dù sao anh cũng biết nếu không có manh mối thì anh sẽ không có cách nào bắt được đối phương, phải biết rằng bên kia đã dùng email để kiểm soát toàn bộ mọi chuyện, hoàn toàn không lộ ra dấu vết gì. Nhất là ở thành phố này, không biết có bao nhiêu quán internet, tìm được một người trong số bao nhiêu quán internet như vậy thực sự rất khó. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Đường Trạm. "Đường Trạm, theo dõi vị trí của email đó cho tôi, tôi cần biết vị trí chính xác." đường chảm lúc này vừa mới tới tây sơn nghe thấy giọng nói của diệp vô phong anh ta lập tức cười nói lão đại nếu thật sự không được thì em có thể điều người của em qua cho anh dù sao hiện tại cậu ấy ở chỗ em cũng tạm thời không có nhiều tác dụng lắm diệp vô phong thờ ơ nói không cần nhiệm vụ bên cậu quan trọng hơn nếu có thời gian cậu hãy giúp tôi xem một chút nếu không thì tôi có thể tự mình làm nhưng tôi không chuyên nghiệp như bên cậu thôi bản thân diệp vô phong cũng biết một số kỹ thuật hách nhưng anh không đủ thành thạo vì vậy chắc chắn sẽ tốt hơn nếu các chuyên gia trong đội của đường trảm có thể đến làm loại chuyện này hơn nữa tốc độ sẽ nhanh hơn anh cũng biết điều này diệp vô phong nói xong đường trảm đã nói không cần đâu bất cứ lúc nào bên em cũng có thể liên hệ với anh chỉ cần email đăng nhập bên em có thể biết ngay diệp vô phong gật đầu vậy làm phiền cậu rồi sau khi cúp máy anh nhìn thấy một cô gái loạn choạng đi qua mình và nhanh chóng xông vào vào quán nước giải khát. Theo sau là một người đàn ông, trên tay người này có một con dao nhỏ. Diệp vô phong nhìn người đàn ông này với vẻ tò mò, tự hỏi người đàn ông này muốn làm gì, ở nơi công cộng, chẳng lẽ hắn muốn giết người ư? Điều này thật sự không quá lý trí, phải không? Diệp vô phong chỉ tò mò theo dõi tất cả những chuyện này, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông này dường như thực sự muốn ra tay với cô gái đó nhân viên bán hàng và khách hàng trong tiệm đồ uống hoảng sợ chạy ra ngoài diệp vô phong suy nghĩ một chút rồi đi vào thanh niên khoác lác vừa rồi túm lấy diệp vô phong nói anh vào trong làm gì mau gọi cảnh sát đi diệp vô phong cười nói không sao tôi vào xem một chút nếu có thể thuyết phục thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều dương qua nhanh chóng khó chịu nói anh vào đó có ích lợi gì anh sẽ chỉ làm tổn thương chính mình thôi Người đàn ông đó còn cầm một con dao đấy. Nếu anh ta đâm anh, anh sẽ đi đời nhà ma. Diệp vô phong nở nụ cười, yên tâm đi, sẽ không đâu. Dương qua nghe vậy lập tức buồn bực, nhưng cũng không thể phản bác lại cái gì. Người ta cam tâm làm như vậy, anh ta cũng không thể xen vào được. Vì vậy, anh ta để cho Diệp vô phong đi vào. Diệp vô phong bước vào quán nước giải khát. Đi đi, nếu bị đâm chết thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Dương Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng anh do dự một lúc rồi đi theo Diệp Vô Phong vào quán nước giải khát. Khi Diệp Vô Phong bước vào quán nước giải khát, anh nhìn thấy người đàn ông cầm một con dao, trên người cô gái có một số vết thương nhưng không chí mạng. chương 705, muốn học võ công. Cô gái hoảng sợ la hét thảm thiết, nhưng lời kêu cứu của cô không nhận được sự hỗ trợ từ người ngoài. Sự xuất hiện của Diệp Vô Phong giống như một cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng đến sau lưng Diệp Vô Phong, núp sau lưng anh mà dùng mình người đàn ông dùng dao chỉ vào diệp vô phong nhóc con tránh ra diệp vô phong cười nói có chuyện gì không thể nói cho đàng hoàng sao nhất định phải dùng dao à anh phải biết hiện tại đang ở nơi công cộng nếu anh giết người cả đời này của anh coi như xong người đàn ông tức giận nói bố mày bảo mày tránh ra nghe hiểu không diệp vô phong lắc đầu đương nhiên tôi không thể rời đi vào lúc này được cô gái này đã cầu cứu tôi rồi Người đàn ông lộ ra vẻ dữ tợn, được rồi, nếu đã như vậy thì đừng trách tao. Bố mày giết luôn cả mày. Nói xong, hắn cầm con dao vọt qua, nhưng đòn tấn công của một người bình thường như vậy chẳng khác gì một đứa trẻ đang múa may trước mặt Diệp vô phong. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương, gấp lại rồi dùng đầu gối đập mạnh vào mặt đối phương. Người đàn ông bị đánh gục trước khi hắn kịp phản ứng. Con dao nhỏ cũng bị buông ra, Diệp vô phong tung một cước đá bay con dao này. Con dao trượt ngang má người đàn ông, cắt một vết nhỏ, rồi rơi xuống chiếc ghế đầu bằng gỗ, xuyên vào cả ba phân. Theo tiếng dao xuyên qua băng ghế gỗ, toàn thân người đàn ông run lên. Chiêu thức này quả thực khiến đàn ông rất sợ hãi, hoàn toàn không biết Diệp Vô Phong làm như thế nào, mạnh mẽ giống như biểu diễn công phu trong phim vậy. Diệp Vô Phong chỉ bày ra vẻ mặt bình tĩnh, tôi đã nói làm người không nên kích động như vậy mà anh lại không tin, hiện tại biết sai chưa? người đàn ông chỉ hoàn toàn quên mất chuyện con dao đã cắt vào mặt mình vết thương nhỏ đó đang chảy máu hắn chỉ hoảng sợ nhìn diệp vô phong ngay cả cô gái cũng sững sờ cô còn tưởng rằng diệp vô phong đánh nhau một trận kịch liệt với người đàn ông kia nhưng hiện tại cô phát hiện diệp vô phong đã dễ dàng chế phục được người kia rồi dương qua từ bên ngoài đi vào không ngờ vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy ly trà sữa trong tay cũng rơi xuống đất mới qua bao lâu mà diệp vô phong đã chế phục được người đàn ông này rồi chứ tốc độ này quá nhanh rồi đúng không cảnh sát nhanh chóng tới nơi này xem ra bên ngoài có người gọi cảnh sát người đàn ông bị cảnh sát bắt đi diệp vô phong cùng những người khác đều bị bắt đi ghi lời khai sau khi rời khỏi đồn cảnh sát dương qua lao đến trước mặt diệp vô phong với vẻ mặt phấn khích diệp vô phong tò mò nhìn anh ta dương qua nhanh chóng nói sư phụ nhận tôi làm đệ tử của anh đi tôi muốn theo anh học võ công. Diệp vô phong thờ ơ nói, ngại quá, không phải võ công gì đâu, anh nhìn lầm rồi. Dương qua vội vàng nói, chế phục một người đàn ông dễ dàng như vậy, hơn nữa con dao còn bị anh đá một cước găm vào ghế. Đây không phải là võ công thì là gì chứ? Diệp vô phong nhún vai, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, nếu anh vận động nhiều cũng có thể làm được. Dương qua nghe vậy vội vàng lắc đầu, không, đây nhất định là võ công, xin anh hãy chỉ dạy cho tôi, tôi có thể trả học phí. Diệp vô phong cười nói, thật sự xin lỗi, tôi không nhận đệ tử, tuổi của anh không thích hợp tiếp tục luyện võ đâu. Ánh mắt dương qua đột nhiên sáng lên, còn nói không phải võ công, không phải anh vừa mới thừa nhận sao. Diệp vô phong cười cười nhìn dương qua, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là ngoài dương qua ra, cô gái được cứu cũng đi theo sau. Diệp vô phong nhìn hai người theo sau mình, một người đang nói làm nhảm, một người thì chẳng nói chẳng rằng anh suy nghĩ một chút kiểm tra thời gian đi đến một quán ăn nhỏ gọi một số món ăn dương qua tự giác ngồi bên cạnh diệp vô phong cô gái đứng đối diện diệp vô phong lại không dám ngồi xuống diệp vô phong nhìn về phía cô gái cô tìm tôi có chuyện gì sao cô gái thu hết can đảm ngẩng đầu lên cảm ơn anh tôi tên là trương hân tôi tốt nghiệp đại học phong an người vừa rồi là cha nuôi của tôi diệp vô phong thờ ơ nói tôi không quan tâm đến chuyện đã xảy ra với cô và tại sao cô lại bị cha nuôi của mình đuổi giết tôi chỉ cứu cô vì tôi không muốn nhìn thấy kẻ giết người ngoài đường thôi trương hân nghe xong chỉ có thể cúi đầu im lặng diệp vô phong quay đầu nhìn về phía dương qua đang ngồi ngay ngắn anh cũng vậy tôi không nhận đồ đệ và nếu anh muốn làm điều tương tự như tôi rất đơn giản anh chỉ cần tự mình đăng ký một câu lạc bộ vật lộn ở đó có nhiều người sẽ dạy anh điều này Dương Qua lắc đầu, chắc chắn là không được. Trước đây tôi đã từng đến câu lạc bộ vật lộn như thế rồi, nhưng tôi không học được gì sau khi học với họ nửa năm. Mỗi ngày tôi chỉ đều bị đánh thôi." Diệp Vô Phong hờ hững nói, nửa năm mà muốn học cái gì chứ? Anh cho rằng luyện võ dễ dàng như vậy sao?" Dương Qua vội vàng lắc đầu, đương nhiên là không phải, nhưng dù sao cũng phải cải thiện một chút chứ, đúng không? Tôi ở đó nửa năm cũng không học được gì cả, đánh nhau vẫn như thế." Trước đây khi chưa đi học thì một đánh ba, đi đến nơi đó rồi vẫn cứ một đánh ba. Diệp Vô Phong chợt mỉm cười khi nghe thấy lời này, anh thật sự không ngờ Dương Qua lại có thể dùng chuyện như vậy để đo lường sự cải thiện sức mạnh của bản thân. Anh nhìn về phía Dương Qua, vậy ý của anh là sau khi học võ công thì phải đi đánh nhau. Dương Qua ngượng ngùng cười cười, tôi cũng biết chuyện này không được phép, nhưng tôi nghĩ, nếu như học mà vẫn chỉ làm người yếu thế thì khác gì không học nếu không thể hiện thì ai biết anh mạnh mẽ chứ đúng không diệp vô phong gật đầu anh nói cũng có lý nhưng tôi vẫn là không muốn dạy cho anh bởi vì đệ tử của tôi chỉ muốn làm người bình thường cho dù học những gì tôi dạy cũng tuyệt đối không thể ra tay dương qua vừa nghe xong lập tức ngẩn người nói vậy thì học có ích lợi gì chứ diệp vô phong cười nói tăng cường sức khỏe dương qua vội nói vậy thì tôi đi đánh thái cực quyền không phải tốt hơn sao Diệp vô phong gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, nếu như anh đánh thái cực quyền sẽ tốt hơn, anh có thể thử xem, anh coi như hiện tại mình đã là vô địch thiên hạ, nhưng anh phải giữ cho mình một thân phận thấp bé, tuyệt đối không được sử dụng võ thuật để làm tổn thương người khác. Dương qua bị Diệp vô phong dẫn dắt quanh qua một hồi nên không phản ứng kịp, trước tiên chỉ có thể nghĩ cách phản bác lại Diệp vô phong. Trương Hân lúc này mới thu hết can đảm nói, tôi mời anh ăn cơm. Anh đã cứu tôi, nếu không có anh, có lẽ tôi đã bị cha nuôi giết chết rồi." Diệp Vô Phong nhìn cô gái, cô gái lại vội vàng nói, "Số tiền này là do tôi làm bán thời gian kiếm được. Tôi chưa dùng một xu nào của cha nuôi kể từ khi tôi đi học cấp 3. Tôi muốn dùng tiền mình kiếm được để mời mọi người ăn bữa cơm, bày tỏ lòng biết ơn của tôi." Diệp Vô Phong nghĩ một chút rồi nói, "Nếu đã như vậy, cô mời bữa cơm này đi, có được không?" Chương 706, trùng hợp. Diệp Vô Phong nói xong, trương hân vội vàng gật đầu vui vẻ nói đương nhiên các anh muốn ăn cái gì đều được dương qua vội vàng nói vậy tôi cũng muốn gọi món diệp vô phong hờ hững nhìn dương qua anh phát hiện dương qua này thật sự là không biết khách sáo chút nào trương hân mỉm cười gật đầu anh chạy vào quán có lẽ cũng là để cứu tôi tôi rất biết ơn anh anh cứ gọi món đi sau khi dương qua tùy tiện gọi hai ba món ăn rẻ tiền anh ta bảo người phục vụ rót trà diệp vô phong liếc nhìn dương qua còn dương qua thì nhìn trương hân cười khúc khích mỹ nhân cô đang tìm việc sao trương hân gật đầu dương qua lấy ra một ít danh thiếp tôi có thể giới thiệu công việc cho cô tuy rằng giai đoạn đầu có chút vất vả nhưng thật ra một khi đã quen mọi việc trong công ty cô có thể liều mạng mà bò lên trên trương hân ngạc nhiên nhìn dương qua trong lúc nhất thời cô ấy không biết phải đáp trả những lời của dương qua như thế nào cô chưa bao giờ nghĩ rằng dương qua là người môi giới cô nhìn tấm mấy danh thiếp này với vẻ tò mò nhanh chóng phát hiện ra những công ty trên danh thiếp đều nổi tiếng ở phong an dường như là những công ty niêm yết hoặc một số công ty rất có uy tín lúc đầu cô nghĩ rằng dương qua sẽ giới thiệu cô vào làm việc trong nhà máy dương qua cười nói nhưng ở đây có một yêu cầu đó là hai năm đầu cô cần phải đưa cho tôi một nửa tiền lương trương hân đột nhiên bừng tỉnh đây là một hoạt động hộp đen diệp vô phong lãnh đạm nói không ngờ anh còn có chiêu này sao tôi không nhìn ra anh nhiều trò như vậy nhỉ dương qua cười ha hả đều là vì miếng cơm manh áo thôi nếu tôi không làm chút nghề tay trái thì không phải sẽ chết đói ở chỗ này sao hơn nữa cũng không thấy tôi nhìn thấy ai cũng giới thiệu việc làm chỉ có người đáp ứng quy định của công ty thì tôi mới có thể đề cử tôi cũng coi như là nhân viên tuyển dụng trong công ty chỉ là không làm chính thức mà thôi đương nhiên diệp vô phong không quan tâm chuyện này dù sao xã hội là như vậy mà, đương nhiên đi đường tắt là tốt nhất, hơn nữa loại đường tắt này cũng cần phải trả giá một năm tiền lương. Tiền lương một năm thì khoảng 7-8 vạn. Cho nên nếu bỏ ra 7-8 vạn để mua một công việc, mà còn là một công việc bình thường, đổi lại là người khác thì chưa chắc sẽ đồng ý. Tuy nhiên, Trương Hân cất danh thiếp đi, tôi sẽ xem xét cẩn thận. Dương qua nhanh chóng trao đổi số điện thoại với Trương Hân. Diệp vô phong chỉ im lặng ăn khi đồ ăn được bưng lên, còn dương qua ở một bên nói lại nhải thậm chí còn có ý muốn quỳ trên mặt đất để bái sư trương hân tương đối yên lặng chỉ là ánh mắt thường hay rơi vào mặt của anh sau khi diệp vô phong ăn xong trương hân tự giác đi thanh toán được rồi bây giờ cơm cũng ăn xong rồi các người tự về nhà mình đi tôi có việc riêng nên không tiếp tục tán gẫu với các người ở đây nữa diệp vô phong cười cười nhìn hai người ánh mắt của trương hân hơi ảm đạm còn dương qua vội vàng tiến lên đại ca anh không thể như vậy được, tôi đã nói như thế rồi mà anh còn không muốn dạy tôi sao? Anh phải biết rằng không dễ gì mới gặp được một kỳ tài luyện võ như tôi đâu, anh mà không nhận thì thật sự rất đáng tiếc đấy." Diệp Vô Phong liếc nhìn Dương Qua, Dương Qua chỉ có thể ngượng ngùng đứng sang một bên. Trương Hân lúc này đang trả lời một cuộc điện thoại, Trương Hân cũng không né tránh, nhưng khi cô ấy nghe thấy người bạn ở đầu bên kia điện thoại dường như nói điều gì đó về chuyện sinh tồn nơi hoang dã, trương hân hơi khó hiểu nói qua điện thoại không thể nào chứ không phải nói ngày mai sao sao hôm nay lại thay đổi rồi tôi cũng không biết nghe nói là chỉnh lại ba ngày sau được rồi ba ngày thì ba ngày dù sao phần thưởng vẫn như cũ là được tôi vẫn sẽ tham gia vừa lúc tranh thủ thời gian này đi tìm việc luôn trương hân nói xong liền cúp điện thoại diệp vô phong tò mò nhìn trương hân trương hân lại nói tôi tham gia một cuộc sinh tồn nơi hoang dã Hình như chỉ cần tôi sống sót trong tự nhiên trong một tuần, sẽ có phần thưởng 10.000 tệ. Tôi đã đăng ký rồi. Nơi cô đăng ký ở đâu vậy? Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Trương Hân nghi ngờ nói, hiện tại cổng đăng ký đã đóng, muốn tham gia thì chỉ có thể chờ đợt tiếp theo thôi. Diệp Vô Phong nghe xong liền hiểu ra, đây không phải là sự kiện lần trước anh và Lâm Thư Âm cùng nhau tham gia sao? Anh không ngờ ở Phong An cũng có dự án như vậy trương hân có chút nghi hoặc nhìn diệp vô phong không biết tại sao anh lại đột nhiên chú ý tới loại chuyện này diệp vô phong suy nghĩ một chút rồi nói với trương hân tôi muốn nhờ cô giúp một việc trương hân cười nói anh phong cứ nói chỉ cần tôi giúp được tôi nhất định sẽ giúp diệp vô phong nói khi đi sinh tồn nơi hoang dã hãy đưa tôi theo trương hân nghi hoặc nhìn diệp vô phong nhưng đăng ký đã kết thúc rồi cho dù muốn dẫn anh theo cũng không có cách nào diệp vô phong nói có cô nói với người phụ trách là bạn trai của cô lo lắng cho cô cho nên muốn cùng đi bên đó chắc chắn sẽ đồng ý lúc đầu trương hân hơi khó hiểu dĩ nhiên cô ấy không có bạn trai tại sao diệp vô phong lại nói bạn trai của cô ấy cũng sẽ đi nhưng sau khi suy nghĩ xong cô ấy mới có phản ứng sắc mặt đỏ bừng anh đang nói sẽ giả làm bạn trai của tôi sao diệp vô phong gật đầu anh nghiêm túc nhìn trương hân chuyện này đối với tôi khá quan trọng tôi đến phong an là vì chuyện này trương hân nghĩ ngợi rồi nói tôi có thể hứa với anh nhưng tôi vẫn phải nói chuyện với người phụ trách nếu anh ta đồng ý thì tất nhiên tôi không có ý kiến gì trương hân gửi tin nhắn cho người phụ trách ngay tại chỗ phải mất một lúc lâu người phụ trách mới đồng ý diệp vô phong nói một tiếng cảm ơn vậy chúng ta hãy để lại thông tin liên lạc ba ngày sau gặp lại trương hân vui vẻ đồng ý làm xong những việc này Diệp Vô Phong trở về khách sạn của mình, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Cũng không biết có thể tìm được đối phương hay không. Lúc này điện thoại di động của Diệp Vô Phong vang lên, anh nhìn địa chỉ mà đường chảm đưa cho, liền biết hộp thư đã được đăng nhập lại, thấy vị trí cách nơi này không xa, anh liền mặc quần áo rồi đi xuống. Khi đến quán cà phê Internet, anh yêu cầu một máy tính, nhưng khi bước vào quán này, anh không thấy ba người mà anh đã nhớ trước đó. Dương qua đã bị loại trừ rồi, chỉ còn lại hai người, nhưng anh không thấy hai người đó trong quán cà phê internet này. Có vẻ như hắn đã trực tiếp rời đi sau khi gửi email, việc này diễn ra rất nhanh, có vẻ như tính cảnh giác của đối phương vẫn rất cao. Diệp vô phong ngồi trước máy tính này 2-3 tiếng rồi mới trở về khách sạn, không biết đối phương có đang ngồi xổm ở lối vào quán cà phê internet hay không. chương 707, ngụy Trang thành công. Bây giờ Diệp Vô Phong cuối cùng cũng có thể tham gia vào dự án sinh tồn nơi hoang dã một lần nữa, nếu hôm nay làm kinh động đối phương, có lẽ đối phương sẽ lại hoãn dự án. Ba ngày sau, buổi sáng trời hơi lạnh, Diệp Vô Phong đến nơi đã hẹn với Trương Hân, lúc này Trương Hân mặc ít quần áo hơn, còn mang theo một cái ba lô lớn. Đây là điều bắt buộc để tồn tại trong môi trường hoang dã, Trương Hân dường như đã có một số kinh nghiệm về điều này. Trương Hân cười nói, tôi đã tra tài liệu rồi mọi thứ cần để tồn tại trong nơi hoang dã đều có ở đây nhưng ngay sau đó cô rất tò mò nhìn diệp vô phong vì anh chẳng mang theo đồ gì cả nếu đến sống ở nơi hoang dã mà không mang theo bất cứ thứ gì vậy chẳng khác gì đi tìm cái chết chứ anh phong sao anh không mang theo gì cả trương hân vội hỏi diệp vô phong cười nói cần phải mang theo gì chứ để sống sót trong tự nhiên ít nhất anh cần phải mang theo một vài thứ như thức ăn và lều trại chứ Trương Hân nói nhanh. Diệp Vô Phong cười nói: "Yên tâm đi, không cần mang theo những thứ này, tôi chỉ có một con dao cùng một viên đá lửa bật lửa là được." Trương Hân có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Vô Phong: "Trước đó tôi đã đọc hướng dẫn, nói chỉ có đại thần mới mang theo hai loại đồ vật này, những đại thần đó có thể sống sót trong hoang dã khoảng vài tháng chỉ dựa vào hai thứ này." Diệp Vô Phong cười nói: "Không sai, tôi chính là đại thần mà cô nói đấy." Trương Hân càng vui vẻ hơn sau khi nghe điều này nhưng cô ấy vẫn nhìn vào điện thoại của mình và nói, họ yêu cầu chúng ta đến nhà ga để tập hợp, hình như phải ra khỏi phòng an. Đương nhiên, Diệp Vô Phong đi theo Trương Hân đến nhà ga, trong lòng rất phấn khích, cuối cùng cũng có thể tiếp tục hỏi những người dẫn đầu, ở chỗ này, chắc có lẽ đối phương cũng rất quen thuộc với người gửi email. Chỉ cần quen là được, bắt lấy người dẫn đầu, sau đó đánh một trận để đối phương khai ra người đã điều khiển mọi chuyện. Như vậy thì chuyện này coi như xong diệp vô phong đi theo trương hân đến nhà ga để tập trung chẳng bao lâu trương hân đã tìm được bạn đồng hành của mình cũng là một cô gái trông cũng khá ưa nhìn bên cạnh cô gái này còn có một chàng trai nhưng nhìn thoáng qua diệp vô phong đã biết chàng trai này đang theo đuổi tình yêu chưa được sự đồng ý của cô gái loại cảm giác thận trọng đó đã bị diệp vô phong nhìn thấu trong nháy mắt diệp vô phong hờ hững nhìn tất cả mọi thứ anh chỉ cười nhẹ nhưng cũng không nói nhiều hôm nay anh đến là để bắt được tên cầm đầu Lưu Diễm Diễm kéo Trương Hân qua, tò mò nhìn Diệp Vô Phong, đây là ai thế? Trương Hân ngượng ngùng nói, đây là bạn trai của tớ. Lưu Diễm Diễm rất kinh ngạc, cậu, cậu bán thân rồi à? Tại sao tớ không nghe nói cậu đã có bạn trai chứ? Trương Hân vội vàng nói, chẳng phải bây giờ tớ đang giới thiệu cho cậu đấy sao? Lưu Diễm Diễm rất kinh ngạc nói, bạn trai của cậu đột nhiên xuất hiện, mọi người sẽ rất sửng sốt, tôi đoán nếu những người trong đoàn biết cậu có bạn trai, bọn họ sẽ cảm thấy trời đất như sụp đổ cho xem, phải biết là có ba bốn chàng trai đang theo đuổi cậu đấy. Trương Hân ngượng ngùng nhìn Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong lại mỉm cười hờ hững, anh và Trương Hân chỉ đang diễn thôi. Ai muốn theo đuổi Trương Hân, Diệp Vô Phong không có quyền cản trở, anh cũng biết mình và Trương Hân không thể có kết quả, dù sao anh cũng đã kết hôn rồi. Lưu Diễm Diễm đánh giá Diệp Vô Phong, và khi cô ấy nhìn thấy những ngón tay của Diệp Vô Phong, nhanh chóng kéo Trương Hân sang một bên và nói nhỏ, "Nói thật cho tớ biết, cậu đang giấu tớ điều gì đó đúng không?" Trương Hân có chút nghi ngờ nhìn Lưu Diễm Diễm, Lưu Diễm Diễm lại nói, "Trên tay của bạn trai cậu có dấu vết đeo nhẫn. Tuy rằng anh ta đã tháo nhẫn ra, nhưng chắc chắn anh ấy đã kết hôn rồi." Trương Hân không ngờ Lưu Diễm Diễm lại cẩn thận như vậy, nhưng cũng không ngờ Diệp Vô Phong đã kết hôn, sắc mặt cô ấy đột nhiên cứng đờ. Lưu Diễm Diễm chợt hiểu ra, tớ biết chuyện này không đơn giản như vậy mà, quả nhiên cậu bị lừa gạt rồi, đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ tìm công lý cho cậu. Trương Hân nhìn Lưu Diễm Diễm sắp xông lên, nhanh chóng kéo Lưu Diễm Diễm lại, "Không cần đâu, Diễm Diễm, để tớ xử lý chuyện này, được không?" Lưu Diễm Diễm nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Trương Hân, cuối cùng thở dài nói, "Tớ có thể để cho cậu giải quyết, nhưng cậu phải hứa với tớ là không được để cho mình bị oan ức, mọi người đều ở cạnh cậu." nếu có chuyện gì thì trực tiếp nói với bọn tớ tớ tuyệt đối sẽ giúp cậu trước tiên trương hân nghe xong chỉ gật đầu cười gượng cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào nhưng cô biết những lời cô giải thích bây giờ sẽ càng ngày càng không rõ ràng thôi cho nên cuối cùng cô vẫn cảm thấy chuyện này nên để phát triển tự nhiên đi dù sao cô cũng biết mình và diệp vô phong là không thể càng tiếp xúc với diệp vô phong cô càng phát hiện diệp vô phong không hề tầm thường cũng rất bí ẩn cô ấy nhìn diệp vô phong diệp vô phong lại đang quan sát xung quanh đợi một lúc thì có hai người đàn ông đi đến hai người này tự giới thiệu trước họ là người phụ trách của dự án này một người tên là vương triệu và người kia tên là lâm húc lâm húc và tôi đều là những nhà thám hiểm có kinh nghiệm chúng tôi có thể cho các bạn một số lời khuyên và chăm sóc mọi người vương triệu cười nói sau khi nói điều này tất nhiên tất cả mọi người đều đồng ý hơn nữa rất nhiều người tham gia hoạt động này đều là người mới, lần đầu tiên tham gia hoạt động sinh tồn hoang dã như thế này, nên đương nhiên cảm thấy sẽ rất an toàn nếu có một người giàu kinh nghiệm đi cùng mình. Vương Triều cười nói, mọi người đã tập trung đông đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi thôi, đến sớm thì chúng ta có thể làm quen với môi trường ở bên rìa. Lưu Diễm Diễm Tiến lên tò mò hỏi, tôi muốn hỏi một chút, lần này chúng ta đi đâu thế? Trong dự án anh không có nói suýt chút nữa tôi quên mất, vì tính chất thần bí, nếu chúng tôi cho mọi người biết trước vị trí của chuyến phiêu lưu, chắc chắn sẽ có người tìm ra một số chiến lược, vì vậy chúng tôi mới đợi đến lúc xuất phát mới nói ra địa điểm được. Vương Triệu cười nói, nhưng vì mọi người đã yêu cầu, hơn nữa để cho mọi người an tâm hơn, tôi sẽ nói trước với mọi người. Lần này chúng ta sẽ đến khu rừng ngập nước ven hồ, là một khu bảo tồn rộng lớn, đây là đất nhà nước nên chưa được khai phá, cho nên chúng tôi không biết điều gì đang xảy ra bên trong. Nói xong, mọi người chợt bừng tỉnh, nơi duy nhất để phiêu lưu ở Phong An là khu rừng ngập nước ven hồ kia. Chương 708, không thu được tin tức gì. Nơi đó có thể nói là nơi mà rất nhiều người mạo hiểm sẵn sàng thử sức. Sau khi Vương Triệu đếm xong số người, liền dẫn mọi người lên xe, sau đó đến bìa rừng ngập nước, nơi này có rất nhiều nhà trọ của dân. Diệp Vô Phong và những người khác cần ở lại nhà trọ một đêm, cũng giống như lần trước. Sau khi vào nhà trọ thì Diệp Vô Phong đi tìm Vương Triệu. Vương Triệu vừa mở cửa, nhìn thấy Diệp Vô Phong nên tò mò hỏi, anh có chuyện gì sao? Diệp Vô Phong gật đầu, tôi có một số câu hỏi muốn hỏi anh. Vương Triệu cười nói, vậy thì vào trong nói chuyện. Diệp Vô Phong vào phòng Vương Triệu, thấy Vương Triệu và Lâm Húc đều ở đây, Diệp Vô Phong rất hài lòng. Như vậy thì không cần tìm Lâm Húc nữa, anh kéo một cái ghế đầu ngồi xuống, rất khéo chắn trước cửa vương triệu tò mò đi tới trước mặt diệp vô phong không biết người anh em này có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi thế nếu là câu hỏi cho dự án này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh giải đáp vương triệu nói diệp vô phong cười nói kỳ thực cũng có liên quan đến dự án này tôi muốn biết người phụ trách của các người là ai vương triệu cười ha hả chúng tôi là người phụ trách dự án này diệp vô phong lắc đầu không các người không phải người phụ trách dự án này Phía sau còn có người phụ trách nữa. Nụ cười của Vương Triệu dần dần biến mất, Lâm Húc ở bên kia cũng đã chậm rãi đứng lên. Vương Triệu tò mò hỏi, tôi không biết vì sao cậu lại nói lời này, nhưng thật ra người phụ trách dự án này chỉ có hai chúng tôi thôi. Diệp Vô Phong nói, vậy à, vậy thì sẽ không có ai dùng email để nói cho các người phải làm gì nhỉ? Hay là các người đang cố gắng che giấu tất cả chuyện này? Khi tôi ở Liêu Tây, vì quá xa phong an nên tôi chưa kịp tới đây nhưng bây giờ mọi người đều đang ở phòng ăn dù sao cũng phải biết sự thật đằng sau tất cả những điều này chứ phải không khóe miệng vương triệu giật giật thực sự xin lỗi chúng ta thực sự không biết anh định nói gì tôi nhớ tới rồi anh không phải tới đây từ kênh đăng ký chính thức đúng không diệp vô phong gật đầu đúng vậy tôi đến đây qua lời giới thiệu của một người bạn nhưng không quan trọng bởi vì lần này các người không có cách nào tiếp tục sinh tồn nơi hoang dã được nữa đâu tôi đã ở đây rồi các người sẽ phải đi đời nhà ma thôi. Vương Triệu vỗ bàn và đột ngột đứng lên, chàng trai, tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng tôi có thể nói với anh, nếu anh cứ cố tình gây rối, tôi chỉ có thể nói chúng tôi không hoan nghênh anh đến dự án này, anh có thể rời khỏi đây. Diệp vô phong cười nói, làm sao vậy, bị tôi nói chúng tim đen sao? Ta tới tận đây, chính là để bắt người sau lưng các anh. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải tôi tiêu tốn thời gian vô ích sao? Vương Triệu nghiến răng nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai, nhưng tôi biết các người sẽ không dễ dàng nhận tội, dù sao hiện tại các người chưa ra tay với những người tham gia dự án này, không giống như lần trước, lần trước đã bị tôi bắt tại trận, bọn họ đã phải trả giá đắt cho hành động của mình. Vương Triệu nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cười nói, thực ra, các người đều biết cái giá mà những người đó phải trả là gì. Các người đã nhận được tin tức rồi đúng không? Tất nhiên Vương Triệu biết Dương Tử Kiện và lão Cao đều đã chết ngay trên núi, người khác đã gọi cảnh sát, sau đó tìm thấy thi thể của hai người đó trong hang gấu. Chỉ là dù biết cả hai đều bị gấu đen giết chết, nhưng cảnh sát cũng không dám giết gấu đen, bởi vì gấu đen là động vật được quốc gia bảo vệ, hơn nữa dãy núi này là rừng nguyên sinh, con người tự ý xông vào và chết thì không thể nói gì hơn. Sự việc này lúc đó vẫn được đưa lên báo chí, khi đọc được tin tức này bọn họ đã rất khiếp sợ cũng biết hai người Dương Tử Kiện tuyệt đối không phải bị gấu đen giết chết. Bởi vì cả hai người Dương Tử Kiện đều là những nhà thám hiểm có kinh nghiệm, họ rất có kinh nghiệm đối phó với những con vật to lớn này, dù thế nào cũng không thể chết vì bị gấu đen giết được. Chỉ là bọn họ không biết chuyện quái gì đang xảy ra, cho tới bây giờ Diệp Vô Phong nói ra sự tình, bọn họ mới biết tất cả đều là do Diệp Vô Phong làm. Sau khi Diệp Vô Phong giết hai người Dương Tử Kiện, đã trực tiếp đổ tội cho con gấu đen. Lúc đó, trong hang gấu đen, thi thể của hai người đều không thể nhận dạng được, đương nhiên không có cách nào xác định được là bị người hay do gấu đen giết. Diệp vô phong cười nói, loại chuyện này không phải rất dễ nhìn ra sao. Các người đều đã biết, cũng có thể biết thủ đoạn của tôi. Tôi không hy vọng các người từ chối trả lời câu hỏi của tôi, nếu nơi đây đã là bìa rừng ngập nước ven bờ, cho dù tôi giết các người ném vào rừng ngập nước, cũng sẽ tuyệt đối không có chuyện gì, cũng không ai có thể nghi ngờ tôi giết các người phương triệu cả kinh lâm húc lúc này mới lên tiếng nói đi anh muốn biết cái gì diệp vô phong cười hỏi tôi muốn biết người đứng sau các người là ai lâm húc lắc đầu thực sự xin lỗi chúng tôi cũng không biết những người sau lưng chúng tôi chỉ liên hệ với chúng tôi qua email diệp vô phong không ngờ rằng ngay cả với những người ở địa phương này đối phương vẫn sẽ dùng email để liên lạc với họ nhưng nghĩ lại thì đúng dù sao người bên kia rõ ràng là một người rất gian xảo cho nên cho dù tôi tìm được hai người cũng không có cách nào tìm được tên kia." Diệp Vô Phong nhíu mày. Lâm Húc cười khẩy nói, "Anh không ngờ hắn lại cảnh giác như vậy đúng không? Ngay cả chúng tôi nhiều lần làm loại chuyện này mà hắn cũng không dễ dàng tin tưởng đấy." Diệp Vô Phong sờ sờ cái mũi của mình, "Tôi thật sự không ngờ tới chuyện này. Nếu biết hắn cẩn trọng như vậy, tôi nên dẫn thêm người tới đây." Lâm Húc đắc ý nói, "Anh đừng tưởng mang thêm người tới là đủ. Chỉ cần hắn không muốn xuất hiện thì cả đời này anh cũng không thể nhìn thấy hắn đâu. Diệp vô phong chỉ cười nhẹ trước những gì Lâm Húc nói, không có ý kiến gì cả. Đùa à, anh chỉ không muốn dùng quan hệ của Cục Hồng Thuẫn thôi, nếu Cục Hồng Thuẫn đến điều tra, đối phương tuyệt đối sẽ bị bại lộ. Suy cho cùng, đây chỉ là một người, không phải một gia tộc, không có quyền thế hơn người, nên việc Cục Hồng Thuẫn tìm được đối phương là chuyện rất đơn giản. Diệp vô phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy khi nào hắn sẽ xuất hiện? Lâm hút lắc đầu, hắn sẽ không xuất hiện, nhiều nhất là hắn sẽ sử dụng email của mình để liên hệ với chúng tôi, và điều hắn giỏi nhất là sử dụng email để bảo chúng tôi làm mọi việc rồi gửi tiền cho chúng tôi. Diệp Vô Phong hít mắt, gửi tiền cho các người. Chương 709 vẫn còn sót lại. Lâm hút gật đầu, nhưng cũng đừng nghĩ tới, lúc hắn gửi tiền hình như là sẽ ngụy trang, tuyệt đối không tìm được. Diệp Vô Phong cười cười, nếu như anh không nhìn thấy hắn làm sao biết hắn đã ngụy trang khi gửi tiền. Lâm Húc sừng sốt một chút, Diệp Vô Phong nắm lấy Lâm Húc, tôi nghĩ anh không biết hậu quả của việc che giấu tôi, đúng không? Lâm Húc nắm lấy cổ tay Diệp Vô Phong cố gắng thoát ra, nhưng Diệp Vô Phong lại ném anh ta xuống đất, khiến Lâm Húc đau đớn nhăn mặt. Lúc này Vương Triệu đi tới sau lưng Diệp Vô Phong, cầm một bình rượu trong tay lên, định đập vào đầu Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong đã đạp Vương Triệu ngã xuống đất mà không cần quay đầu lại. Vương Triệu hoàn toàn sướng sờ, nhất là nhìn thấy động tác uyển chuyển của Diệp Vô Phong, không hiểu tại sao đối thủ của mình lại mạnh như vậy. Tuy nhiên, anh ta coi như cũng hiểu tại sao đám người Dương Tử Kiện lại chết dưới tay Diệp Vô Phong. Với loại chiêu thức này, đám người Dương Tử Kiện chắc chắn không phải là đối thủ. Diệp Vô Phong dừng dương nhìn Vương Triệu và Lâm Húc. Tôi đã giết Dương Tử Kiện ngay cả hắn đang cầm khẩu súng săn trong tay. Các người muốn động vào tôi, có phải là cầm gậy chọc trời rồi không? Đương nhiên hai người vương triệu không ngờ mình lại thua ở nơi này bọn họ chậm rãi đứng lên không dám tiếp tục ra tay với diệp vô phong nữa diệp vô phong thờ ơ nói bất luận như thế nào anh đã nhìn thấy người đó rồi vậy nói đi hắn là ai lâm húc nói trong bất lực tôi cũng không biết hắn là ai nhưng có một đêm tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo dày đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín người bước vào ngân hàng sau đó không bao lâu thì tôi nhận được tiền chuyển khoản ngân hàng Diệp vô phong gật đầu, xem ra anh thật sự không biết hắn là ai. Lâm Húc nhanh chóng lắc đầu, tôi thật sự không biết. Diệp vô phong cười nói, nếu đã như thế thì tôi tin tưởng anh, nhưng dự án này vẫn phải tiếp tục, tôi vẫn muốn là một người tham gia. Vương Triệu có chút khó hiểu nhìn Diệp vô phong, hiện tại Diệp vô phong hoàn toàn không cần làm như vậy, dù sao nếu bọn họ tiếp tục cũng không tìm được manh mối nào khác. Diệp vô phong vỗ vỗ lòng bàn tay, sau đó mỉm cười nhìn hai người, tôi biết hai người bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với người đó, nhưng tôi muốn nói với các người là đừng tiết lộ tin tức của tôi, tôi đã nhớ kỹ hai người rồi, nếu thân phận của tôi bị bại lộ, hoặc kẻ đứng sau biết tôi đang tìm hắn, như vậy thì chính là do hai người đã báo tin. Vương Triệu và Lâm Húc đều nhanh chóng gật đầu. Diệp vô phong cười nói, các người có thể không biết nếu thân phận của tôi bị bại lộ thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào, có thể nói trừ phi các người trốn ra nước ngoài, nếu không thì đều sẽ bị tôi tóm được. Hai người vương triệu đều nhanh chóng lắc đầu, tỏ ý mình sẽ không nói ra sự tình. Diệp vô phong nói xong liền rời đi, vương triệu và lâm hút thở vào nhẹ nhóm, bọn họ biết dự án lần này nhất định xong đời rồi. Nhưng họ vẫn đang dối rắm có nên gửi email cho người đó hay không. Dù sao thì mọi việc ở đây đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ đã làm việc dưới sự chỉ huy của người đó suốt thời gian qua và tất cả ý kiến mà người đó đã đưa ra cho họ đều rất hữu ích. Có thể nói người đó chính là cố vấn của họ, nhưng hiện tại tính mạng của họ bị đe dọa, ai biết được Diệp Vô Phong có biết về những email mà họ gửi không? Họ không dám mạo hiểm nên cũng không dám nói nhiều. Căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, họ không biết mình phải làm gì bây giờ. Lâm hút cuối cùng hạ quyết tâm, chúng ta còn chưa biết lai lịch của đối phương nếu gửi email vào lúc này nếu đối phương biết được chúng ta nhất định sẽ mất mạng vẻ mặt của Vương Triệu lập tức thay đổi sau khi nghe lời này nhưng anh ta biết người bạn đồng hành của mình nói cũng có lý nên nghiến răng nghiến lợi nói quên đi chuyện tới đâu hay tới đó cứ tiếp tục dự án trước đi dù sao hắn vẫn luôn ở đây chúng ta cần phải sống cùng nhau trong một tuần Lâm hút gật đầu đồng ý trước tiên cứ mặc kệ dù sao chỉ cần hắn còn đang sống ở nơi hoang dã này chúng ta có thể tìm cơ hội giết hắn sau khi Diệp Vô Phong trở về phòng, Lưu Diễm Diễm hùng hổ tìm tới cửa, cô ta dẫn theo chàng trai đang theo đuổi mình. Sau khi Diệp Vô Phong mời cô ta vào, Lưu Diễm Diễm khó chịu nhìn Diệp Vô Phong, "Đừng tưởng rằng tôi không biết anh muốn làm gì, Trương Hân nhà tôi rất đơn thuần, nhưng anh cũng không nên ăn thịt cô ấy, anh lừa dối cô ấy thì kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu." Diệp Vô Phong nhìn Lưu Diễm Diễm còn chưa ngồi xuống đã tố cáo anh, anh nhún vai tự mình ngồi xuống ghế, sau đó mới nhìn về phía Lưu Diễm Diễm. Lưu Diễm Diễm ban đầu rất oai phong, nhưng dưới cái nhìn của Diệp Vô Phong, khí thế của cô ta đột nhiên yếu đi. Diệp Vô Phong cười ha hả nói, xem ra cô đã biết rồi, nhưng tôi không có ý tứ lửa gạt Trương Hân, hơn nữa hai chúng tôi thật ra chỉ là đang đóng kịch thôi. Lưu Diễm Diễm sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, trong đầu cô ta đã nghĩ ra vô số lời ngụy biện mà Diệp Vô Phong sẽ nói, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng diệp vô phong sẽ nói đây chỉ là diễn kịch nhất thời cô ta không biết trả lời như thế nào nhưng ngay sau đó cô ta chỉ vào diệp vô phong và nói được rồi anh lại nhanh chóng thừa nhận giữa anh và hân hân chỉ đang diễn kịch sao hân hân nhà tôi cũng không có tiền tài để anh thèm muốn rốt cuộc là anh muốn gì nếu anh muốn chơi đùa thì phiền anh tìm một người khác thích hợp hơn được không diệp vô phong biết cô ta hiểu lầm nhưng anh cũng không tức giận Ngược lại còn cười nói, chuyện này cô cứ hỏi Trương Hân đi. Trương Hân sẽ giải thích cho cô rõ ràng, hơn nữa, tôi không lừa gạt cô ấy. Lưu Diễm diễm nhất thời không biết hỏi như thế nào, nhưng cô ta cũng biết mình nên làm gì bây giờ, nhanh chóng xoay người bước ra ngoài. Chàng trai theo đuổi cô ta đương nhiên cũng theo sát phía sau. Phòng của Diệp Vô Phong ngay lập tức trở nên trống rỗng, trở lại sự yên tĩnh vốn có. Sáng sớm hôm sau, hai người Vương Triệu đã tập trung mọi người lại, sau đó nhìn những người tham gia vẫn còn đang buồn ngủ lớn tiếng nói cuộc phiêu lưu lần này của chúng ta không phải trò trẻ con quả thực rất nguy hiểm tôi nghĩ mọi người đều biết điều đó đúng không mọi người đều gật đầu vương triệu nói nếu đã biết rồi thì chúng ta xuất phát thôi cuộc phiêu lưu bắt đầu từ ngày hôm nay khi vương triệu nói ánh mắt của anh ta không ngừng lướt về phía diệp vô phong giống như muốn biết diệp vô phong đang nghĩ gì nếu đã biết bên phía bọn họ không có bất kỳ thông tin nào để khai thác, tại sao không rời khỏi nơi này mà tiếp tục theo họ vào khu rừng ngập nước chứ? Chương 710, điều gì cũng có thể. Vương Triệu đang nghĩ, có phải là muốn giết bọn họ không? Vương Triệu đành phải nghĩ như vậy, dù sao Diệp Vô Phong muốn đi theo bọn họ vào rừng ngập nước chỉ vì một mục đích như thế thôi, nếu không thì tại sao? Trương Hân cũng đi theo sau Diệp Vô Phong, trong khi Lưu Diễm Diễm và các nam sinh khác đi sau Trương Hân, Lưu Diễm Diễm còn nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt rất nghiêm túc. Diệp Vô Phong đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diễm Diễm, nhưng anh cứ mặc kệ. Mấy cô gái nhỏ bây giờ thích suy nghĩ lung tung, rõ ràng tối hôm qua anh đã bảo cô ta đi tìm Trương Hân, nhưng cô ta lại không đi, sáng nay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ như vậy thật sự khiến Diệp Vô Phong có chút bất lực. Nhưng anh cũng biết đây không phải lúc để nói điều đó. Anh nhún vai và đi trên con đường của riêng mình. Vương Triệu đi trước dẫn đầu, Lâm Húc ở cuối cùng, hai người đều tiến vào rừng ngập nước rất dễ dàng. Nhưng khi đã đi vào khu rừng ngập nước, tất cả môi trường xung quanh dường như bắt đầu thay đổi, hiển nhiên là độ ẩm xung quanh ngày càng nặng nề hơn. Thực sự có rất nhiều nguy hiểm tồn tại trong rừng ngập nước. Ngoài một số loài rắn độc, còn có rất nhiều loài cây độc, và điểm chết người nhất là trong rừng có một khí độc có thể gây chết người. Một khi hít phải những khí độc này, chúng ta sẽ sinh ra ảo giác. Một khi đạt đến một mức nhất định thì sẽ gây tử vong. Vương Triệu mỉm cười và giải thích sự nguy hiểm của rừng ngập nước cho những người tham gia. Những người xung quanh đều gật đầu, kinh ngạc nhìn Vương Triệu, Vương Triệu cười nói, "Nhưng đừng lo lắng, tôi biết đa số mọi người đều không chuẩn bị thuốc giải độc, cho nên tôi đã chuẩn bị cho mọi người rồi đây." Vương Triệu và Lâm Húc nhanh chóng đưa ra mấy viên thuốc, Diệp Vô Phong chỉ cười cười nhìn hai người lúc Vương Triệu đưa cho anh mấy viên thuốc, anh cố ý liếc mắt nhìn Vương Triệu, thân thể Vương Triệu chấn động, liền vội vàng nói, thứ tôi đưa cho anh thật sự là thuốc giải độc. Diệp vô phong lãnh đạm nói, tôi cũng không nói anh đưa cho tôi những viên thuốc khác, sao thế, anh cảm thấy trột dạ à? Vương Triệu lắc đầu, tôi không trột dạ, chúng tôi sẽ không quan tâm nhiều đến anh và người đứng sau chúng tôi. Dù sao, cuộc so tài giữa hai người là việc của hai người. Chúng tôi chỉ làm tốt việc của riêng mình thôi diệp vô phong nói các người làm tốt chuyện của mình sao anh cần biết rằng việc các anh làm là vi phạm pháp luật hiện tại tôi có thể bắt các người về luôn đấy vương triệu cười nói anh không phải không có chứng cứ sao cho dù bắt chúng tôi về cũng không thể kết tội đúng không diệp vô phong cười khẩy muốn tôi tìm được chứng cứ kết tội các người rất đơn giản chỉ phụ thuộc vào việc tôi có muốn hay không thôi cho dù không tìm được chứng cứ thì chỉ cần trực tiếp giết chết các người ở nơi này mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ gì, dù sao anh cũng nói nơi này rất nguy hiểm mà, mặc dù các người đã dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ xảy ra sự cố thôi. Vương Triệu sau khi nghe xong thì rất bất lực, nhưng anh ta cũng biết Diệp Vô Phong nói đúng, Diệp Vô Phong hoàn toàn có thể giết bọn họ. Dù sao giết người ở nơi này cũng không phải là vấn đề lớn gì cả. Chỉ cần được xử lý tốt, chuyện này hoàn toàn có thể biến thành một cái chết vô tình và ban đầu họ muốn lợi dụng sự không chắc chắn về sự sống còn trong tự nhiên để bắt cóc các cô gái nhưng do bây giờ diệp vô phong xuất hiện bọn họ mới dừng kế hoạch lại đoàn người nhanh chóng tiến vào khu rừng ngập nước một đám người đi tới diệp vô phong đột nhiên cau mày xoay người túm lấy trương hân kéo qua một bên những người khác tò mò nhìn diệp vô phong diệp vô phong chỉ xuống đất đầm lầy tất cả mọi người đều rất kinh ngạc họ đã nghe nói về sự lợi hại của đầm lầy nếu ai đó rơi xuống đầm lầy mà không có ai giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ chết. Tất cả mọi người đều theo dõi lộ trình của Diệp Vô Phong, ngay cả Vương Triệu cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ thua cả Diệp Vô Phong sao, bởi vì vừa rồi bọn họ không hề nhìn thấy dưới chân có một cái đầm lầy. Nhưng bây giờ khi Diệp Vô Phong đã nói ra điều đó, họ đã thoải mái hơn rất nhiều, họ biết Diệp Vô Phong cũng là một nhà thám hiểm rất có kinh nghiệm. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Diệp Vô Phong vẫn luôn khiêm tốn như vậy, nhưng bây giờ xem ra Diệp Vô Phong rất có kinh nghiệm sống sót ở nơi hoang dã. Đến buổi tối thì bọn họ đã đi bộ 5-6 cây em trong rừng ngập nước, đương nhiên tốc độ này tương đối chậm, đối với Diệp Vô Phong, trong rừng ngập nước như vậy, đi 100 km một ngày cũng không thành vấn đề. Cho nên đối với Diệp Vô Phong, tốc độ này giống như rùa bò vậy. Buổi tối Trương Hân đi đến trước mặt Diệp Vô Phong, anh không có lều trại thì làm sao mà ngủ. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, đây là khu rừng, xây tổ rất đơn giản, vật liệu ở khắp nơi, cô không cần lo lắng đâu, trước tiên cứ dựng lều của cô trước đi, tôi đề nghị cô nên dựng lều ở nơi đó. Trương Hân có chút nghi hoặc nhìn Diệp Vô Phong, tất nhiên, cô ấy không biết nơi mà Diệp Vô Phong nói có gì huyền diệu, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng Diệp Vô Phong vô điều kiện, vì vậy cô ấy dựng lều dưới gốc cây. Diệp Vô Phong còn cầm con dao ngắn trên tay phóng về phía cành cây bên cạnh. Một con rắn bị đóng đinh vào cành cây. Màu sắc của con rắn rất giống cành cây nên nhóm người đã không phát hiện ra nó, cho đến khi Diệp Vô Phong đóng đinh con rắn vào cành cây. Lúc này ai nấy cũng sợ hãi lùi lại, bấy giờ mới nhìn thấy con rắn. Con rắn dài khoảng một thước, đầu có hình tam giác và tương đối dẹt. Đó là rắn độc, rắn hổ mang, không tệ đâu. Diệp vô phong hờ hững liếc nhìn con rắn, sau đó thu sao găm lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, như thể việc anh vừa làm chẳng là gì cả. Nhưng ai cũng biết nếu anh không phát hiện ra con rắn vừa rồi, mấy người bọn họ đã bị cắn, mà một khi đã bị cắn, ở trong môi trường này sẽ không có cách nào chống đỡ được. Họ đều biết môi trường sống của họ hiện tại như thế nào, và họ đều biết rằng nếu bị rắn độc cắn, họ sẽ không thể ra ngoài kịp thời để cứu chữa. Giờ đây, ánh mắt của mọi người đối với Diệp Vô Phong đã thay đổi họ trở nên kinh ngạc và có phần phụ thuộc vào anh. ngay cả lưu diếm diếm cũng cảm thấy diệp vô phong rất lợi hại. ít nhất anh cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực mạo hiểm. họ cũng đã phát hiện ra diệp vô phong không mang theo thức ăn hay lều trại, thực sự là tay không mà đến. lưu diếm diếm kéo trương hân lại, tò mò hỏi, hân hân, nói cho tớ biết, cậu tìm được người này ở đâu vậy? làm sao anh ta có thể thành thạo như thế chứ? giống như anh ta luôn sống trong nơi hoang dã kiểu này vậy? Trương Hân chỉ lắc đầu, tớ không biết tại sao anh ấy lại lợi hại như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 710.